Rồi le le có chuyện rồi Le le có chuyện Trời ơi le le có chuyện anh hai bỏ Anh hai sách dép bỏ chạy bên anh em ơi fan này chị le le có chuyện là anh hai sách dép bỏ chạy là cái chắc à, Vợ chồng le le à, Có biến nha quý vị Có biến có biến nha à, Kính chào cô dì chú quát anh chị em nha Trưa hôm nay có cái tin đặc biệt cũng như quan trọng lắm nè quý vị thì à, cô gì chú quét anh chị em biết hỏm gài mấy bữa nay cũng như là hỏm gài lắng lắng à, lắng lắng tức là lắng xuống cái vụ mà chị, chị Lê Lê à, lên chế lời quốc ca cũng như đặc biệt là cái từ tổ quốc ghi công đó. Thì à, mới đây nhất thì có một số cái thông tin nha quý vị à, điển hình như cái vụ mà chế lời quốc ca đó thì chị ta nói là cũng như là buộc miệng gì đó. À, cũng như là trong cái lúc mà bị một số fan vô bình luận công kích gì đó, à, cho nên mới lỡ lời, à, thì bị phạt rồi, bị phạt rồi, thì bị phạt rồi là vẫn còn đang trong cái cái quá trình thử khách nha, à, trong cái quá trình thử khách, nhưng mà tiếp tục lại tiếp tục lại có một số cái thông tin cũng như một số cái đơn tiếp tục, à, phải nói là yêu cầu làm gõ trong cái vụ tổ quốc ghi công bốn à, cái từ tổ quốc ghi công là cái chữ vàng như vậy mà chị lê le, le à, dám mà đem vô à, so sánh à, dưới à, cái à, cái ngã ba của mình cái ngã ba của mình chị ấy lên biểu à, dọn sạch cái ngã ba đi à, dọn sạch cái ngã ba đi thì tổ quốc ghi công cho nên mới đây nhất em nghe có một số thông tin những người cựu chiến binh à, những người cựu chiến binh và những gia đình có công với cách mạng đã lên tiếng rất là gai gắt và người ta đã phải nói là chủ động người ta đã chủ động người ta phải nói là làm rất là nhiều cái đơn à, gửi ra ngoài phải nói là ngoài phải nói là ngoài bộ luôn à, gửi qua cái chỗ lớn nhất thì nghe đâu ngoài kia đã gửi dài à, gửi về cái địa phương à, chỗ của chị lê le, le và yêu cầu làm gõ à, yêu cầu làm gõ nha fan này tiêu chị lê le fan này tiêu chị lê le, le rồi trời ơi bởi vậy ta nói mấy đứa mà lê le, le con á mấy đứa mà sòi con sòi thối rồi đó trời nó nghe nó bắt trước chị lê le, le trời nó nghe nó bắt trước chị lê le, le. hỏm gà nghe đâu nó nhổ sạch lông hết nó nhổ sạch lông gà nhổ sạch lông vịt hết mà chẳng ai ghi công hết trời đất ơi fan này tiêu à phen này tiêu mấy cái đám mà sòi con, cũng như là le le con rồi, à, nó nghe lời mẹ nó, nó đi nó đi tẩy gì đó, tẩy ngã ba, tẩy ngã tư, nhổ nhổ lông gà, nhổ lông vịt gì sạch hô hết mà chẳng có ai khen tặng một câu nào hết, thậm chí người ta còn chửi thêm. nữa thì cô gì chú bác anh chị em biết rồi. bây giờ em nghe đâu một số người người ta tập trung người ta làm cái đơn nha à, những người mà có công với cách mạng nè, rồi những người mà được uh, tổ quốc ghi công đó người ta đã phải nói là làm một cái đơn giống như là à, một cái đơn à, phải nói là một cái đơn phải nói là à, nhiều người đó quý vị nhiều người à, nhiều người ký vô ha à, nhiều người ký vô giống như là phải nói là tập thể vậy đó à, một cái đơn tập thể người ta làm một cái đơn tập thể người ta ký vô rất là nhiều và người ta gửi lên à, lên cái chỗ cao nhất à, và yêu cầu ha xử xử lý trong cái vụ này à, thì chị le le đang bị dính cái án kia rồi giống như là mình đang bị 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 có cái tội lỗi trong cái vụ có cái lỗi mà có cái tội mà mà đi um, chế lời quá ca đó thì đang còn trong cái giai đoạn khử khách mà tiếp tục sai phạm nữa thì chắc chắn là dính trưởng nha quý vị thì uh, thấy chị Le Le hôm gài đi cứu chợ rồi ha à, đi uh, cứu chợ đồng bào rồi đó để đánh bóng quên để chạy tẩy tẩy phải nói tẩy chai tẩy tắng gì cho mình đó thì muốn cũng như là muốn lấy công chuộc tội vậy đó lấy công chuộc tội ha nhưng mà cái cái fan này hơi khó hơi khó cho chị le le nha, trời ông giáo mà tìm chị le le là coi anh hai bỏ chạy là cái chắc à bây giờ nghe đâu là người ta gửi về ha người ta gửi về địa phương rồi thì đợi xem quý vị để xem vài vài hôm nữa có tin gì đặc biệt em báo cho anh chị liền ha rồi bây giờ quay qua cái vụ mà cái liên quan đến vụ chị ni không biết anh chị có nghe chưa bây giờ phía bên le le à, phía bên le le phía bên sòi phía bên ve gì đó nói chung là những người mà đen hù muốn muốn phá chị ni đó thì bây giờ tụi nó cũng làm rất là nhiều cái đơn để tố giác chị ni làm cái đơn tố giác chị ni nha bây giờ đặc biệt như là không biết thấm tử nó có làm hay không chứ còn một số ve con cành cành phía bên đó đó nó làm cái đơn nó tố giác chị ni à nào là rửa tiền nào là à nói chung là nó nói đủ khứ tội cho chị ni hết á hãm gài đạo diễn đức dê Luân quần với là là thám dây thông à, thám thám tử à, thám tử đức dê thung đó à, cũng như anh đạo diễn đức dây Luân quần đó những người đó nói cái gì về chị ni đó thì bây giờ à, cái à, cái 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 nhóm của tụi nó đó thì làm những cái đơn à, gửi lên à, gửi lên để à, tố giác tố giác chị ni ha còn cái việc họ xem xét như thế nào rồi chị ni sẽ phải có một cái biện pháp như thế nào dành cho mấy người này nghe quý vị. À bây giờ em chỉ nghe được cái thông tin là bên đó tập hợp năm sáu cái lá đơn luôn, tập hợp năm sáu cái lá đơn cũng như làm năm sáu cái lá đơn để tố giác chị ni à thì à, nếu mà tố giác chị ni mà tụi bay không có căn cứ tụi bay không có một cái gì đó gọi là phải nói là bằng chứng á thì đi tố giác ảo hay là đi tố giác người mà mà vô tội gì đó thì à, tụi bay sẽ thấy cái cảnh liền ha tụi bay sẽ thấy cái cảnh liền à, trong cái vụ của chị lê Lê mấy ngày nay trời ơi chị lê Lê lên phe phe có à, có một cái bằng khen à, bằng khen à, à, cũng như là đi à, từ thiện đó đi từ thiện thì có một cái giấy khen này kia ha Trời ơi chị ấy lên chị ấy nói là chị ấy là Phải nói là người tốt nè Có tấm lòng vàng à, Có một cái tình người cao cả à, Yêu thương đồng bào Yêu thương nhân loại gì tùm lum Trời đất ơi không biết yêu thương dữ chưa Không biết là có cái tấm lòng Bồ Tát dữ chưa nha nhưng mà em thấy cái cái tượng Phật cái tượng Phật Quan Âm mà bả dục vô sọt rác luôn là thấy thua rồi à cái tượng phật quan âm mà chị cho chị bỏ sọt gác luôn mà chị nói là chị là là có cái tấm lòng bồ tát gì quý vị cũng như là nghe đâu là nhà mẹ của chị lê lê nghe đâu nhà tranh vách lá cột siêu cột siêu vẹo gì đó nói chung là nghe đâu là cái nhà cái nhà chữ đinh quý vị cái nhà mà phải nói là chôn nhau cắt gúng của chị lê lê đó nghe đâu cái nhà chữ đinh à, cái nhà chữ đinh mà cái nhà nó bèo lắm sụp sải lắm rồi mà chị lê lê không chịu sửa nghe đâu chị lê không chịu sửa cho mẹ ở gì đó mà chị lê lê lên chị đi nổ tiền nhiều đi xe xịn đâu không à à mà mẹ mình ở nhà không lo cho một cái chỗ ở nó đẹp hơn một chút thì mấy ngày nay em thấy chị lê lê đăng lên một cái nhà phải nói là bự trưởng lắm một cái biệt thự một cái lâu đài bự lắm mà không biết bả chụp của ai ha không biết bả chụp của ai bả quay nha mà ý bà ý ý ý thầm của bà là bà nói nhà mới đó nhà nó có bà nghe à, giống như một cái giống như một cái lâu đài vậy đó quý vị bà chụp lên một cái lâu đài bự lắm kìa à, để bà đăng lên bà phe với với sòi con sòi thúi gì đó ừ, mà không biết là cái nhà đó của ai nha quý vị bà đăng lên thôi chứ bà không nói nhà đó của ai nha quý vị trời ơi, dữ dội lắm kìa tao nay bên giờ bây đó bên đó bây giờ muốn tìm mọi cách để hại chị ni nha quý vị tìm mọi cách để giống như là muốn đẩy chị ni ra khỏi hồng loan vậy đó những người đó bây giờ rất là muốn chị ni đi xa à, nhưng mà chị ni trong thời điểm này thì không có lên tiếng à, không có lên tiếng bất cứ thứ gì cũng không có trả đũa à, trả vốn gì những người bên kia nhưng mà bên đó bây giờ liên tục liên tục à, tìm mọi cách nha để đi tố giác chị ni à, nhưng mà em nghĩ nếu mà tố giác mà không có bằng chứng không có đủ một cái, cái yếu tố nào hết cũng như là không có một cái à, người làm chứng hay là cái gì đó thì chắc chắn à, sẽ bị phải nói là Bị gậy ông đập lưng ông à, Cũng như là chị Ni sẽ phản đòn lại liền quý vị Thì hổng gài tụi nó lên Tụi nó du khống cho chị Ni Nào là cướp các sát Nào là gửi tiền gì đó Thì hổng gài nó nói vậy thôi Chứ có được gì đâu à, Thì bây giờ chị Ni chắc chắn là sẽ Có một cái đơn Cũng như là tố giác ngược lại mấy đứa này quý vị à, Đi du khống cho người tốt quý vị À, cho nên fan này tiêu rồi, à. fan này mấy anh kia coi chừng tiêu nha Đặc biệt Thám tử lồng hay là anh đạo diễn Đức Dây Luân Quần gì đó Fan này lớn chuyện rồi à, Thì thôi cũng xin cảm ơn cô gì chú bác anh chị em đã ủng hộ cái thông tin của em Cũng như ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ chị Ni à, Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều